Sau một ngày dẹp loạn ở Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Shogu bất ngờ thân chinh ra tiền tuyến. Cùng lúc đó, Moscow khuynh đảo ở các vùng chiến địa với trận mưa tên lửa và bão UAV. Bom mìn, đạn pháo, súng cối cũng tranh nhau nhắm thẳng các trận địa. Miền Bắc Ukraine rung chuyển hướng gần 50 vụ nổ kinh hoàng, toàn khu vực chìm trong biển lửa. Trong khi đó, Kiev tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận, đồng thời khẳng định đạt chiến tích mới tại khu vực phản công chính ở miền Nam. Đáng chú ý, tin báo Ukraine tiết lộ kế hoạch cho nổ tung nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu của Moscow. Trong khi đó, truyền thông Nga thông báo Wagner đang dựng doanh trại ở Belarus sau một ngày binh biến thất bại. Liệu ông Prigozhin sắp quay trở lại? Đe dọa an ninh bủa vây khu vực châu Âu, Anh Quốc cảnh báo không nên chủ quan trước tình hình ở Nga. Đức tức tốc công bố kế hoạch củng cố sườn đồng NATO với 4.000 binh sĩ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển nhưng vì sao các đồng minh trung đông của mỹ lại chọn lập trường thân thiện với nga ở diễn biến khác trung quốc khẳng định cùng pakistan thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường cùng nhiều thông tin xã hội đáng chú ý mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây Chào mừng quý vị đang theo dõi Toàn cảnh quốc tế, chương trình cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất của chính trường thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng an ninh ở Nga vào cuối tuần qua vẫn không thể làm dịu lửa xung đột trên lãnh thổ Ukraine. Tình hình trên chiến trường tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong một động thái đáng chú ý mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thân chinh đến một sở chỉ huy của Moscow ở tiền phương, nơi cánh quân phía Tây của nước này đang được triển khai theo kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Đài RT ngày 26 tháng 6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong chuyến thăm, ông Shoigu đã nghe báo cáo từ chỉ huy của nhóm Đại tướng Evgeny Nikiforov về tình hình tiền tuyến, về các cuộc diễn tập mà phía Ukraine thực hiện và nhiệm vụ tác chiến của quân đội Nga. Ông Nikiforov cũng báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về việc chuẩn bị các trung đoàn dự bị mới cho nhóm của ông, cũng như chiến lược phối hợp tác chiến của họ. Bộ trưởng Shoigu ghi nhận hiệu quả cao của lực lượng Nga trong việc nhận dạng và tiêu diệt khí tài, nhân lực đối phương bên trong và gần vùng Kharkov. Ông cho biết cần đặc biệt chú ý trong việc đảm bảo quân đội Nga được cung cấp mọi thứ cần thiết và được ở trong điều kiện an toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lãnh đạo của cánh quân phía Tây được giao nhiệm vụ tiếp tục tích cực trinh sát để phát hiện trước kế hoạch của đối phương và ngăn chặn lực lượng Kiev thực hiện các phương pháp tiếp cận từ sai chiến tuyến. Bộ cũng công bố một video cho thấy ông Shoigu và ông Nikiforov ở trên một chiếc trực thăng đang bay thị sát đầu tháng này ukraine đã phát động cuộc phản công được dự đoán từ lâu dọc theo tiền tuyến nhưng theo moscow cho đến nay họ chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào kiev đã tuyên bố chiếm được một số ngôi làng nhỏ nhưng dường như cách xa các tuyến phòng thủ chính của nga tuần trước hội đồng an ninh nga đã tổ chức một cuộc họp do tổng thống vladimir putin chủ trì với sự tham dự của ông shoigu và các quan chức an ninh hàng đầu khác của điện kremlin theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, Ukraina đã mất 246 xe tăng, trong đó có 13 chiếc do phương Tây cung cấp, 152 phương tiện chiến đấu bộ binh và hơn 13.000 quân. Cùng lúc đó, giao tranh vẫn tiếp tục sụp sôi trên khắp mọi miền lãnh thổ Ukraine. Theo Reuters đưa tin, tại khu vực miền Bắc, cụ thể là tỉnh Sumy, trong đêm và rạng sáng ngày 27 tháng 6, quân đội Nga đã pháo kích vào các khu định cư Esman, Seredina Buda và Pilopilia, với gần 50 vụ nổ đã được ghi nhận. Cơ quan quân quản của tỉnh Sumy báo cáo rằng, người Nga đã nổ súng 4 lần vào các khu định cư gần biên giới, 49 vụ nổ đã được nghe thấy. Cơ quan quân quản Sumi cho biết, Nga đã dùng súng cối và bệ phóng tên lửa để bắn hơn 30 quả đạn, còn khu vực Seredina Buda cũng bị súng cối Nga tấn công bằng 5 quả đạn. Ngoài ra, Nga phóng thêm 11 quả mìn trên khu vực Pilopila. Tuy nhiên, rất may mắn là không có thương vong hay thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó, Kiev Independent hôm 26 tháng 6 đưa tin, Nga đã dùng 3 tên lửa hành trình Kalib và 8 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, tiếp tục thắp sáng Ukraine trong đêm. Không quân Kiev tuyên bố hạ gục 2 tên lửa siêu uy lực và 7 phương tiện không người lái của đối phương. Không quân Ukraine cho biết, dàn tên lửa Nga được phóng từ tàu ngầm trực chiến ở Biển Đen, trong khi máy bay không người lái được phóng từ bờ phía tây biển Azov. Theo phát ngôn viên chỉ huy phía nam của Ukraine, Natalia Humeniuk, có hai tên lửa và nhiều UAV đã bị Kiev phá hủy ở vùng Odessa Oblast. Bà Humeniuk cập nhật trên truyền hình quốc gia, sau đòn giáng trên, hai tòa nhà bị hư hại nhẹ nhưng không có thương vong. Thống đốc vùng Odessa Ole Kieper xác nhận vụ tấn công trong đêm và nói rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Lực lượng Nga cũng báo cáo đã phóng 4 UAV từ hướng Bắc, nhưng Kiev nói tất cả đã bị hệ thống phòng không Ukraine diệt gọn. Đáng chú ý, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov khẳng định chính quyền Nga đã phê duyệt kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, trong đó mối đe dọa thảm họa hạt nhân đang lớn hơn bao giờ hết. Trong buổi phỏng vấn với tờ New Statesman, ông Budanov đã nói rằng tình hình chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này. Theo ông Budanov, Nga đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố và nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Khi được hỏi liệu người Nga có quyết định cho nổ tung nhà máy hay không, ông Budanov cho biết kế hoạch này hoàn toàn đã được soạn thảo và thông qua. Yếu tố duy nhất còn thiếu hiện nay là Nga chỉ cần hành động, mọi thứ sẽ diễn ra chỉ trong vài phút. Ông Budanov tin rằng Nga đang sử dụng nhiều biện pháp để đẩy nhanh thảm họa. Theo người đứng đầu cơ quan tình báo, bể làm mát của cơ sở hạt nhân đã bị quân đội Nga khai thác. Nếu không được làm mát, các lò phản ứng hạt nhân có thể tan chảy trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 ngày. Ông tin rằng Nga có thể sẽ tăng điện áp trong đường dây điện của nhà máy và dẫn đến sự cố hạt nhân. Tình báo Ukraine đã xác định được việc quân đội Nga di chuyển các phương tiện chứa đầy chất nổ tới 4 trên 6 lò phản ứng. Theo tờ New Statement, hiện không rõ là nhóm thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA có được phép tiếp cận các lò phản ứng trong chuyến thăm hôm 15 tháng 6 hay không. Ông Budanov nhận định rằng, việc Nga chuẩn bị ra lệnh thực hiện tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể là do sự thất bại của lực lượng Moscow ở bờ Tây sông Dnipro. Đồng thời, ông Budanov cũng cảnh báo nguy cơ Nga gây ra rò rỉ phóng xạ nhằm ngăn chặn hoạt động tấn công của Ukraine và đóng băng tiền tuyến để giữ nguyên tình trạng hiện nay. Hiện Nga chưa có phản hồi về thông tin mà tình báo Ukraine đưa ra. Chưa dừng lại ở đó, hãng tin Ukraine Form của Ukraine đưa tin, theo thông tin mới nhất từ chính quyền tỉnh Kherson, quân đội Nga đang tái triển khai thiết bị quân sự từ tải ngạn Kherson đến bán đảo Crimea. Trên Facebook, ông Sekhi Klan, thành viên của hội đồng tỉnh Kherson đã tiết lộ rằng người Nga đang rất vội vàng ở tả ngạn. Họ đang di chuyển liên tục các thiết bị quân sự và đạn dược về lại bán đảo Crimea. Các báo cáo đã ghi nhận việc này. Trước đó, hãng tin Urinform đã đưa tin về việc người Nga ở Kherson đã bắt đầu tháo dỡ các cối xay gió khỏi trang trại phong điện Winecraft của Ukraine và cầu phao vượt biển gần cây cầu Sonha bị quân đội Kiev tấn công vào tuần trước. Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26 tháng 6 thông báo, các lực lượng Kiev đã đạt được tiến bộ trên tất cả các mặt trận. Theo đó, trong các video phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nói rằng các chiến binh của chúng ta đã tiến lên ở mọi hướng và đây là một ngày hạnh phúc. Hiện CNN không thể kiểm chứng những bước tiến trên chiến trường của quân đội Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau chuyến thăm của ông tới tiền tuyến của khu vực Donetsk và Zaporizhia trong ngày 26 tháng 6. Ông Zelensky cho biết ông đã trao tặng sao vàng anh hùng Ukraine cho hai chiến binh và gặp gỡ một số vị tướng. Tổng thống Ukraine tiết lộ thêm là một số quyết định tác chiến đã được đưa ra trong cuộc họp với các tướng lĩnh. Song song với đó, Ukraine vừa thông báo giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Rinopin ở phía đông nam lãnh thổ. Theo Reuters, đây là thành tích mới nhất kể từ khi nước này bắt đầu một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Với diễn tiến này, làng Ripnopil có thể là ngôi làng thứ 9 được Ukraine chiếm lại trong tháng 6, mặc dù một phát ngôn viên quân sự cho biết Ripnopil bị bỏ hoang và hư hại nặng nề. Reuters ngày 26 tháng 6 trích thông tin đăng tải trên Telegram của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết lực lượng Kiev đã đưa Ripnopil trở lại dưới sự kiểm soát của mình. Bà không cho biết khi nào quân đội Ukraine tiến vào Rybnopil. Tuy nhiên, theo một đoạn video dài 13 giây đăng tải trên Telegram, một nhóm binh sĩ Ukraine đứng trước phần còn lại của một tòa nhà với lá cờ Ukraine treo trên cột, cho thấy ngôi làng đã bị chiếm lại trong ngày 25 tháng 6. Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023, các chiến binh của tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn cơ giới số 31 đã giải phóng làng Rybnopil, một người lính trong video cho biết. Reuters hiện chưa xác minh độc lập về tính chính xác của video này. Được biết, ngôi làng Rybnopil nằm ở phía tây của một cụm làng do Kiev tái chiếm trong các chiến dịch tấn công vừa qua. Valery Sershen, phát ngôn viên khu quân sự phía Nam nói với truyền hình Ukraine rằng không có dân thường nào trong làng và khu vực này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Với ngôi làng thứ hai, lực lượng chiến đấu Taria đã tiến thêm 1,5 km, tương đương gần một dặm theo hướng thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhia. Và lúc này, Nga vẫn nắm giữ các vùng lãnh thổ phía đông và phía nam Ukraine. Chính quyền Moscow chưa đưa ra bình luận về các diễn biến ở khu vực làng Rybnopil. Song song với đó, chỉ huy lực lượng tác chiến chiến lược Tavria của Ukraine, tướng Oleksandr Tanaskiv cho biết, trong ngày 26 tháng 6, các binh sĩ Ukraine đã tấn công và triệt hạ 4 đại đội quân Nga và 15 đơn vị vũ khí trong khu vực Tavria. Trên Telegram, ông Tanaskiv cập nhật như sau, Tại hướng Tavria, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiến lên, đã có những vùng lãnh thổ được giải phóng và các trận chiến của chúng tôi vẫn tiếp tục. Chỉ trong 24 giờ, đối phương đã tấn công vào các vị trí của chúng tôi 18 lần với tổng cộng 450 lần khai hỏa. Để đáp trả lại, các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ ở Tavria đã thực hiện 954 nhiệm vụ phản đòn. Nga đã thiệt hại đến 4 đại đội và 15 đơn vị vũ khí của họ bị phá hủy. Theo ông Tanavsky, các vũ khí bị phá hủy gồm có 4 xe bọc thép chở quân, hai máy bay không người lái Supercam, hệ thống pháo tự hành 2C3 Acacia và nhiều phương tiện khác. Ngoài ra, một kho đạn của Nga cũng bị nhắm mục tiêu. Cho đến nay, phía Nga vẫn chưa cập nhật hay bình luận về tình hình tại khu vực Tavria. Còn tại tiền tuyến miền đông, hãng tin Ukraine Form cho biết quân đội Ukraine đã quét sạch một đầu cầu của Nga ở bờ Tây của kênh Siversky Donetsk Donbass. Trên Telegram, tư lệnh lục quân Ukraine, đại tướng Alexander Sitsky đã thông báo tin này. Theo ông Sitsky, các chiến binh của tiểu đoàn cơ giới số 1 thuộc lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đã đánh bại đội quân súng trường của Liên bang Nga. Ông Sitsky viết, nhiệm vụ hoàn thành tuyệt vời và các binh sĩ đã sơ tán một người lính bị thương thành công. Các binh sĩ của chúng tôi đã quét sạch được đầu cầu của Nga ở con kênh Sitsky Donetsk Donbass. Trước đó, tướng Sisky cũng khẳng định lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiếp tục đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các vị trí ở hai bên sườn Bakhmut và giành lại các vùng lãnh thổ tại khu vực miền đông. Hôm 26 tháng 6, trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bà Hanna Malia báo cáo rằng lực lượng phòng thủ của nước này đã giành lại quyền kiểm soát Ripnopil, khu định cư thứ 9 mà quân đội Kiev chiếm lại được trong đợt phản công. Hiện phía Nga chưa phản hồi về những báo cáo chiến trường mà Ukraine đưa ra, trong những ngày Kiev phát động phản công, Moscow chưa bao giờ công nhận thành tích mà Kiev công bố. Diễn biến liên quan đến vụ nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Tình hình ở thời điểm hiện tại được cho là đã dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, một quan chức phương Tây mới đây tiết lộ với CNN, các đồng minh đã tiếp cận Ukraine và cảnh báo Kiev không được phép tận dụng thời điểm bất ổn mà tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Tại sao vị quan chức phương Tây lại nêu lên yêu cầu này? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo CNN, nguyên nhân được đưa ra là bởi vì Ukraine và phương Tây sẽ bị xem là đang giúp đỡ cho nhóm Wagner và đe dọa đến chủ quyền của Nga. Vì quan chức này nói rằng, thông điệp đừng làm rung chuyển con thuyền đã được truyền đi ở cấp bộ trưởng ngoại giao, các cấp phó và thông qua các đại sứ. Nguồn tin cũng nói thêm đây là vấn đề nội bộ của Nga. Ukraine đã nhận được thông báo như vậy, giống như những gì mà Mỹ và giới quan chức phương Tây đã bình luận công khai. Vị quan chức khẳng định, Ukraine đã được các đồng minh yêu cầu là không khiêu khích tình hình, vẫn tận dụng cơ hội chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đừng để bị lôi kéo vào các vấn đề nội bộ hay tấn công vào tài sản quân sự bên trong nước Nga. Theo CNN, trong cuộc chiến với Nga, Ukraine bị nghi ngờ thực hiện những vụ đột kích bí mật xuyên biên giới, thậm chí là cả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và điện Kremlin, nhưng phía Kiev đã không phủ nhận hay xác nhận. Quan chức phương Tây này cũng cho biết, chúng ta không muốn vấn đề ở Nga trở thành cái gọi là sáng kiến của chúng tôi, điều mà người Nga luôn mong muốn là có thể chứng minh sự tồn tại của các mối đe dọa đối với chủ quyền của họ. Thưa quý vị, một diễn biến đáng lưu ý khác, hãng tin độc lập Veskav của Nga hôm 26 tháng 6 đưa tin, các doanh trại dành cho lính đánh thuê Wagner đang được xây dựng trên lãnh thổ Belarus và với các trại giải chiến này, ông Prigozhin được cho là có thể tiếp tục điều hành Wagner chỉ vài ngày sau khi nổi loạn ở Nga. Báo cáo cho rằng một trại quân sự với sức chứa 8.000 người đang được dựng lên gần thị trấn Osipovichi thuộc tỉnh Mogilev, Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km. Kế hoạch xây dựng nhiều doanh trại khác sẽ tiến hành trong thời gian tới. Theo nguồn tin của Verska, các công nhân có nhiệm vụ thi công khu trại rộng 24.000 m2 một cách rất nhanh chóng theo lệnh của chính quyền. Hãng tin cũng cho biết, gia đình các chiến binh Wagner xác nhận người thân của họ đang được triển khai tới Belarus. Hôm 23 tháng 6, ông trùm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin đã phát động cuộc nổi dậy. Vụ binh biến kết thúc nhờ thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Theo đó, ông Prigozhin sẽ tới Belarus và cuộc điều tra hình sự chống lại ông cũng bị hủy bỏ. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi được nhìn thấy lần cuối lúc trúc quân khỏi thành phố rostov on don miền nam nước Nga, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê nhấn mạnh ông không chống lại chính phủ Nga, thay vào đó chỉ muốn ngăn chặn việc nhóm của mình bị giải thể. Giữa lúc đó, theo tờ Guardian hôm 26 tháng 6 đưa tin, giới chức Trung Quốc đã mô tả cuộc nổi dậy của Wagner là việc nội bộ của Nga. Trong khi đó, truyền thông Bắc Kinh bác bỏ đánh giá về sự rạn nước chia rẽ ở Moscow, cho rằng đó chỉ là ảo giác mà phương Tây tạo ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã tổ chức các cuộc đối thoại ở Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 6 mà không thông báo trước. Chưa rõ các cuộc trao đổi đã được lên kế hoạch hay chỉ diễn ra sau vụ Wagner phát động binh biến. Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương khẳng định, đất nước ông vẫn ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia mà không đề cập rõ ràng đến vai trò lãnh đạo của Tổng thống Putin. Phía Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, với tư cách là quốc gia láng giềng thân thiện và là đối tác chiến lược trong thời đại mới, Trung Quốc ủng hộ Nga duy trì sự ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển cũng như thịnh vượng. Mặt khác, sau một năm xung đột, Moscow và Kiev vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán. Thậm chí, nhiều biến số mới tiếp tục châm ngòi nổ quân sự, thúc đẩy các động thái can thiệp của đồng minh từ cả hai phía. Trong một diễn biến mới nhất, đài RT hôm 26 tháng 6 trích dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình ARD của Đức cho biết, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào đầu tháng tới. Theo đó, các quan chức cấp cao từ một số cương quốc toàn cầu đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để thảo luận về vấn đề này. Theo thông tin của kênh ARD hôm 25 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan là một trong số các quan chức có mặt tại sự kiện này. Theo đài truyền hình Đức, mục tiêu chính của cuộc họp là đảm bảo việc các quốc gia trung lập như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi hỗ trợ cho Ukraine. Kênh ARD cho rằng, cuộc gặp cấp cao tại Đan Mạch là một bước tiến quan trọng hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Nguồn tin từ trụ sở kênh ART tại thành phố Bruxelles của Bỉ còn cho biết, các cuộc đàm phán có thể được tiến hành sớm nhất là vào tháng 7 tới. Trước đó, vào hôm 22 tháng 6, tờ Financial Times cho hay ông Sullivan dự kiến cùng với nữ thứ trưởng ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland dẫn đầu một cuộc tấn công ngoại giao theo yêu cầu của Ukraine. Mục tiêu của họ là nhằm kéo các cường quốc Nam bán cầu rời xa Nga. Tuy nhiên, theo tờ báo Kinh tế, các quan chức Mỹ không tự tin sẽ thực hiện thành công mục tiêu này. Tờ báo cũng dẫn lời một quan chức châu Âu giấu tên thừa nhận rằng phần còn lại của thế giới khó bị thuyết phục bởi lập trường của phương Tây. Được biết, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều là thành viên của nhóm BRICS, một khối các nền kinh tế mới nổi bao gồm Nga. Tất cả các quốc gia thành viên của nhóm này đều đã từ chối tuân theo đường lối của phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì những hành động của nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Mới đây, lãnh đạo người Tata ở bán đảo Crimea cũng đã có phát biểu đáng chú ý liên quan đến giải pháp hòa bình cho xung đột tại Đông Âu. Theo đó, vị quan chức cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói dối khi cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận hòa bình được ký kết ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ giữa Moscow và Kiev trong năm 2022, đồng thời tuyên bố chịu trách nhiệm cho thông tin này. Theo Ukraine Form, ngày 26 tháng 6 vừa qua là kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Tata ở bán đảo Crimea. Ông Mustafa Demirev đã có buổi phát biểu trong buổi lễ kéo cờ của người Tata gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine. Ông nói, gần đây ông Putin nói với các nhà lãnh đạo châu Phi là có một thỏa thuận hòa bình được ký kết ở Istanbul vào tháng 3 2022, nhưng Kiev đã phá vỡ nó. Điều này là sai. Tôi khẳng định và xin chịu trách nhiệm cho việc này vì tôi đã có mặt ở cuộc đàm phán lần đó và trao một lá thư cho Nga như điều kiện để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông Putin đã tuyên bố không thể có đàm phán về bán đảo Crimea vì ông ấy coi đó là lãnh thổ của Nga. Ông Zemilev cho rằng, với lập trường như vậy nên các nhà lãnh đạo Ukraine mới quyết tâm giành lại lãnh thổ bằng hoạt động quân sự và đi đến kết luận là không thể đàm phán với Nga. Ông cũng lưu ý rằng, Ukraine hiện đang ở giai đoạn cuối cùng của công cuộc khôi phục toàn viện lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Ông Demilev bày tỏ hy vọng bán đảo miền Nam sẽ được giải phóng theo một cách hòa bình hoặc ngoại giao, chứ không phải đổ máu và hủy diệt. Tuy nhiên, người Nga đã cắt đứt mọi con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình. Ở diễn biến khác, theo Sputnik, giữa lúc nhiều mối đe dọa bủa vây, quân đội Đan Mạch đã nhấn mạnh phải đảm bảo an ninh các tuyến đường biển quan trọng xung quanh đất nước. Copenhagen đã cam kết chi khoảng 5,5 tỷ đô la cho việc đóng tàu nhằm tăng cường sức mạnh hải quân và thậm chí đang xem xét mua tàu ngầm. Mới đây, Tổ chức Hậu Cần và Mua Sắm Quốc phòng Đan Mạch đã ký một thỏa thuận thiết kế tàu hải quân mới cho lực lượng vũ trang nước này. Theo Sputnik, thỏa thuận được ký kết với tập đoàn Danske Patrulipskibe, Hợp đồng bao gồm chiến lược thiết kế và xây dựng chi tiết cho loại tàu mới nhằm đáp ứng yêu cầu của lực lượng vũ trang Đan Mạch. Ngoài ra, tài liệu còn thiết lập cơ sở cho hoạt động mua sắm trong tương lai và kết hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế mô đun nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của quân đội Đan Mạch. Lực lượng vũ trang Đan Mạch muốn sở hữu những con tàu phù hợp, những nguồn cung quan trọng cho an ninh, đồng thời tạo ra vô số việc làm trong nước, Sputnik cho hay. Người đứng đầu chương trình tàu Đan Mạch, chuẩn đô đốc Torben Mikkelsen nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển quan trọng xung quanh Đan Mạch đã trở nên quan trọng hơn trước. Theo ông, bức tranh về các mối đe dọa bủa vây Đan Mạch đã thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới đối với các tàu của hải quân. Việc nâng cấp hạm đội nhằm đảm bảo chủ quyền trên biển của Đan Mạch và giải quyết các nhiệm vụ hàng hải, theo cam kết của Copenhagen nhằm tăng cường sức mạnh cho hải quân hoàng gia Đan Mạch, nhiều tàu tuần tra đã được đưa vào hoạt động. Lực lượng này cũng bày tỏ tham vọng mua thêm tàu ngầm sau nhiều thập kỷ im ắng. Theo Sputnik, bất chấp nhiều tham vọng của các chính trị gia Đan Mạch và ngân sách phân bổ lớn chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh, lực lượng vũ trang nước này vẫn thiếu trầm trọng. Riêng trong lực lượng hải quân, việc thiếu nhân lực đã khiến Đan Mạch tạm dừng các cuộc tuần tra ở Bắc Cực để thủy thủ đoàn có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài ra, các tàu tuần tra Đan Mạch chỉ làm nhiệm vụ trong giờ hành chính thay vì hoạt động 24 trên 7. Thưa quý vị, vụ binh biến ngắn ngủi của Wagner đã khiến Nga đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời cũng là chất xúc tác thôi thúc các nước phương Tây trở nên cảnh giác hơn. Theo hãng tin AAP của Úc đưa tin hôm 26 tháng 6, tổng thống Litva đã yêu cầu tăng cường sức mạnh của sườn phía đông NATO. Tổng thống Gitanas Nausėda đặc biệt đề cập đến thỏa thuận giúp thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đến Belarus sau khi được ngang miễn truy tố. Đáng chú ý là Belarus lại có chung đường biên giới với Litva. Quốc gia NATO này còn giáp với vùng Kaliningrad, một vùng đất nằm tách biệt thuộc lãnh thổ Nga. Tổng thống Litva cảnh báo việc ông Prigozhin có mặt tại Belarus và tình hình bất ổn ở Nga đã khiến khu vực rơi vào thế nguy hiểm. Tôi đang nói ở đây không chỉ về Litva mà còn về toàn bộ NATO. Tổng thống Rodeda nhấn mạnh theo đài phát thanh Litva, chúng ta đang đối phó với một cường quốc hạt nhân và bất kỳ bất ổn nội bộ nào cũng đều tác động đến an ninh các nước khu vực. Nhà lãnh đạo nói thêm đề cập đến Nga. Theo ông, hiện chưa có thông tin có thể xác nhận thủ lĩnh Wagner đã có mặt ở Belarus. Đồng thời, Tổng thống thông báo Litva sẽ triển khai thêm nhiều nguồn lực tình báo để đánh giá các khía cạnh an ninh và chính trị ở Belarus. Trong ngày 26 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến có mặt tại Vilnius để gặp Tổng thống Noceda nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên minh. Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7, tại thủ đô của Litva. Một trong các chủ đề chính được thảo luận là về xung đột Nga-Ukraine. Trong bối cảnh đó, theo kênh truyền hình công cộng Đức Deutsche Welle DW, Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Vladimir Pistorius hôm 26 tháng 6 đã công bố kế hoạch đồn trú vĩnh viễn 4.000 binh sĩ tại Litva nhằm tăng cường củng cố sườn phía đông của Liên minh. Đức sẵn sàng triển khai một lữ đoàn mạnh đồn trú lâu dài ở Litva. Điều kiện tiên quyết để triển khai lực lượng này là cơ sở hạ tầng cần thiết đã sẵn sàng, gồm doanh trại, thao trường và kho đạn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu sau chuyến thăm Litva. Hiện Đức đang dẫn đầu nhóm tác chiến của NATO ở Litva gồm khoảng 1.000 quân. Bộ trưởng Vinius đã nhiều lần kêu gọi Berlin gửi quân chiến đấu đến Litva, quốc gia giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức cam kết sẽ tăng cường thêm binh sĩ và có lữ đoàn đầy đủ, sẵn sàng bảo vệ Litva trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, cho đến nay, Berlin vẫn phản đối việc đóng quân lâu dài ở Litva, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội Berlin luôn sẵn sàng và có thể triển khai nhanh chóng từ các căn cứ tại Đức. Hiện tại, chỉ có sở chỉ huy của lữ đoàn với khoảng 20 lính Đức đang đồn trú tại Rukla của Litva, số còn lại vẫn đang đóng quân các địa điểm khác nhau tại Đức. Thưa quý vị, trong khi NATO đang loay hoay tìm kiếm giải pháp an ninh cho Ukraine, thì việc trao tư cách thành viên cho Thụy Điển tiếp tục được bàn thảo. Theo ông Azazira, trong cuộc điện đàm hôm 25 tháng 6 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, việc Thụy Điển thay đổi luật chống hành động cực đoan để đáp ứng yêu cầu từ Ankara là vô nghĩa. Nếu những người ủng hộ đảng công nhân người Kurd PKK tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này, được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang phản đối các nỗ lực của Thụy Điển nhằm tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, các thành viên của khối và người đứng đầu NATO đã bày tỏ hy vọng rằng Stockholm sẽ có thể nhanh chóng trở thành thành viên NATO trước khi hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự diễn ra vào giữa tháng 7 tới tại Vilnius, Litva. Vào năm trước, Thụy Điển và Phần Lan cũng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đến tháng 4 năm nay, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngăn chặn tư cách thành viên của Thụy Điển. Trước đó, ông Erdogan đã chỉ trích Thụy Điển vì đã cho phép các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd diễn ra, khi Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu xem PKK là nhóm cực đoan vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy vào những năm 1980 chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng không cấm các biểu tượng của PKK. Gần đây, Thụy Điển đã ban hành luật mới nhằm gây khó khăn hơn cho việc tài trợ hoặc hỗ trợ các nhóm hành động cực đoan. Tuy nhiên, Ankara cho rằng điều này vẫn không đủ thuyết phục. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom hôm 21 tháng 6 cho rằng, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nên bắt đầu phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vì Stockholm đã đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận với Ankara. Vòng phòng truyền thông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, ông Erdogan và nhà lãnh đạo NATO Stoltenberg cũng đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Nga, cũng như về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Tuyên bố cho biết thêm rằng, việc chấm dứt căng thẳng ở Nga sẽ góp phần ngăn chặn những thảm họa nhân đạo không thể đảo ngược trên lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị thường niên của Viện Dịch vụ thống nhất hoàng gia (IUSI) mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh ông Ben Wallace đã cảnh báo không nên chủ quan trước tình hình ở nước Nga. Ông Wallace nói rằng cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang được Bộ Tổng tham mưu Nga tiếp tục tiến hành. Khi tôi đang ngồi đây lúc này, tướng Gerasimov và Bộ trưởng Sörgu vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự. Khi được hỏi liệu có phải tổng thống Putin tấn công Ukraine là vì NATO không thể hiện đủ ý chí chính trị hoặc không có một lực lượng phòng thủ đáng gờm hay không, Bộ trưởng Wallace đã đáp lại rằng ông không tin nhà lãnh đạo nước Nga sợ NATO, nhưng ông Wallace lưu ý là Nga đáng lẽ còn mạnh tay hơn vào năm 2014 vì cộng đồng quốc tế khi đó không có hành động phản đối tập thể. Ông nói, đáng lý ra chúng ta phải cứng rắn hơn vào năm 2014. Ông Wallace cũng đề cập đến bình luận gần đây của tướng Tim Radford rằng quân đội Anh vẫn còn quy mô quá nhỏ. Ông Wallace khẳng định quân đội của Vương quốc Anh vẫn là một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất ở châu Âu. Vì bộ trưởng cũng làm rõ về việc mình sẽ là tổng thư ký tiếp theo của NATO. Ông nói, trước hết tôi hoàn toàn không nộp đơn ứng cử và có thể sẽ không làm việc đó trong năm nay, năm sau hoặc năm sau nữa. Vì vậy, mọi người nên hiểu là vị trí đó dành cho những người khác. Ở diễn biến đáng chú ý khác, báo Manichi dẫn lời phát ngôn viên cấp cao của chính phủ Nhật Bản ngày 26 tháng 6 cho biết, nước này bày tỏ quan ngại trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ký dự luật đổi tên ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai. Nhật Bản cho rằng, động thái này có thể thổi bùng tâm lý chống Nga tại Nhật Bản. Sau khi được Tổng thống Nga phê duyệt, ngày kỷ niệm 3 tháng 9 đã chính thức được đổi tên thành ngày chiến thắng quân Việt Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ hai. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản, Hirokazu Masuno cho biết, Ngoài việc kích động tâm lý chống Nhật của người dân Nga, tên mới này cũng có thể kích động tình cảm chống Nga của người dân Nhật Bản. Ông Masuno nói rằng Nhật Bản hôm 23 tháng 6 cũng đã yêu cầu Nga thực hiện các biện pháp thích hợp để không tạo thêm cảm giác phản đối không cần thiết trong công chúng. Các thành viên trong đảng cầm quyền của ông Putin đã đệ trình một dự luật vào tháng 6 năm 2022 để thay đổi tên của ngày tưởng niệm. Họ xem đây là một biện pháp đối phó với việc Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc tấn công Ukraine năm nay dự luật đã được hạ viện nga thông qua vào ngày 20 tháng 6. Sau đó một ngày thượng viện nga đã tiếp tục phê duyệt dự luật và chuyển cho putin ký vào ngày 24 tháng 6. Ông matsono tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với nga. Quốc gia này đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cho ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nga càng sớm càng tốt. Thưa quý vị không một quốc gia đồng minh nào của mỹ ở trung đông kể cả israel lên tiếng ủng hộ washington trong cuộc đối đầu với nga. Đại sứ quán Ukraina tại Tel Aviv mới đây lên tiếng chỉ trích chính phủ Israel, cáo buộc nước này viện trợ không đủ cho Ukraina và vẫn đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Ukraina ở Tel Aviv nói Chúng tôi rất tiếc khi chính phủ hiện tại của Israel chọn con đường tiếp tục hợp tác với Nga. Họ cũng không giúp đỡ đủ chúng tôi trong việc tự phòng vệ suốt một năm rưỡi qua. Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết họ không thể gửi vũ khí cho Ukraine vì quân đội Nga vẫn đang ở Syria và Israel cần hợp tác với Nga trong việc bảo vệ an ninh ở Trung Đông. Ngoài ra, gửi vũ khí cho Ukraine như các hệ thống phòng không có nguy cơ chúng rơi vào tay Nga và cuối cùng Iran có thể nắm được các công nghệ nhạy cảm này. Được biết, thời gian qua, Israel và Nga có nhiều động thái tăng cường quan hệ. Ví dụ, Nga mở lãnh sự quán ở Tây Jerusalem và thường xuyên trao đổi liên lạc các phái đoàn cấp cao. Trung Quốc cũng tiếp tục củng cố vị thế tại Trung Đông khi Mỹ mất dần ảnh hưởng. Mới đây, Đài CCTV đưa tin, có mặt tại Paris hồi tuần trước, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định, nước này sẽ tăng cường hợp tác với Pakistan để cùng thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bên lề hội nghị cấp cao về hiệp ước tài chính toàn cầu mới, thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên cùng thúc đẩy các dự án lớn thuộc hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan (CPEC) để tăng cường phát triển hành lang, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Vì quan chức Trung Quốc khẳng định, nước này và Pakistan luôn đối xử chân thành tin tưởng lẫn nhau. Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Pakistan trong việc bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và đạt được sự ổn định, phát triển và thịnh vượng. Theo CCTV đưa tin, ông Lý Cường đã tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pakistan để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương và xây dựng một cộng đồng Trung Quốc Pakistan gần gũi hơn trong kỷ nguyên mới. Ông còn chỉ ra, năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất và kỷ niệm 10 năm ra mắt CPEC. Về phần mình, ông Sharif nói rằng Pakistan và Trung Quốc là bằng hữu, anh em đồng cốt và tình hữu nghị giữa hai nước là không thể phá vỡ. Ông nói, đó là sự đồng thuận của nhiều đảng chính trị Pakistan và mọi tầng lớp xã hội nhằm củng cố tình hữu nghị giữa nước này và Trung Quốc. Ông cho biết, phía Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy phát triển CPEC và tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời nhấn mạnh phía Pakistan sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và tổ chức của Trung Quốc tại Pakistan. Ông Sharif cũng lưu ý rằng, phía Pakistan phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc đàn áp Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề đa phương. Liên quan đến cuộc xung đột tại Bắc Phi, mới đây lực lượng hỗ trợ nhanh bắn quân sự RSF ở Sudan đã quyết định đơn phương ngừng bắn nhân lễ Eid al -Adha của người Hồi giáo. Tuyên bố trên được chỉ huy RSF, tướng Mohamed Hamdan Dakalo đưa ra trong một bản ghi âm phát sóng trên kênh truyền hình địa phương. Theo đó, nhóm sẽ đình chỉ mọi hoạt động quân sự trong hai ngày 27 và 28 tháng 6. Hiện, phía quân đội Sudan chưa bình luận về thông tin trên. Ghi nhận trước đó vào ngày 25 tháng 6, các cuộc đụng độ ác liệt một lần nữa bao trùm thủ đô Khartoum của Sudan. Hai bên tham chiến đã tiếp tục nã pháo và không kích nhau trong cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng khiến 2,5 triệu người phải di rời và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng Theo các chuyên gia y tế, xung đột cũng đã giết chết ít nhất 1.000 người. Diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán về tình hình ở Sudan Do tình trạng hiện nay không mang lại kết quả như Washington mong muốn Adan Adna là một dịp lễ kéo dài 3 ngày để người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức nhằm tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim vì chấp nhận hiến tế con trai của mình theo lời Thượng Đế trước khi Thượng Đế can thiệp trao cho ông một con cừu để làm vật hiến tế thay thế. Tạm gác lại các căng thẳng địa chính trị, mời quý vị cùng đến với một số thông tin xã hội nổi bật hôm nay. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc vừa phát động một chiến dịch mới chống lại phát ngôn thù hận trên các trang mạng xã hội nhằm kêu gọi người dùng đẩy lùi nội dung thù địch và báo cáo những kẻ phạm tội cho cảnh sát trong trường hợp nghiêm trọng. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, mục đích của chiến dịch là nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của ngôn từ thù hận và làm việc để ngăn chặn nó dưới mọi hình thức. Liên hợp quốc định nghĩa phát ngôn thù hận là những nội dung xúc phạm nhắm vào một nhóm hay một cá nhân dựa trên các đặc điểm cố hữu như chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính và có thể dẫn đến đe dọa hòa bình xã hội. Cơ quan đã chọn ngày 18 tháng 6 là ngày quốc tế chống lại phát ngôn gây thù hận hàng năm đồng thời Liên hợp quốc kêu gọi người dân báo cáo với cảnh sát hoặc cơ quan chức năng về những trường hợp nghiêm trọng khi ngôn từ kích động có thể dẫn đến hành vi bạo lực hay quấy rối. Một số quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch và Bỉ đã có hệ thống báo cáo trực tuyến về lời nói cầm thù. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh các cơ quan trên toàn cầu đang ra sức đối phó với phát ngôn thù địch. Luật pháp của Ireland cho phép bỏ tù những công dân sở hữu tài liệu chỉ trích bản dạng giới. Trong khi đó, Bang Michigan của Mỹ dự kiến sẽ thông qua đạo luật cho phép truy tố hình sự các đối tượng đe dọa người khác dựa trên xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới của họ. Khi mùa leo núi Phú Sĩ tại Nhật Bản đến gần, chính quyền địa phương các khu vực lân cận ngọn núi này đang cảnh báo người dân không nên leo núi xuyên đêm. Chính quyền địa phương cho rằng leo núi vào ban đêm sẽ làm tăng nguy cơ say độ cao và trượt ngã. Theo báo Mainichi, Mùa leo núi năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9. Đây sẽ là mùa leo núi đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế di chuyển liên quan đến COVID-19. Hầu hết các túp lều trên đoạn đường lên đỉnh núi đều đã được đặt trước. Điều đó dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng rằng những người leo núi không thể đặt chỗ ở sẽ cố gắng tiếp tục vào lúc nửa đêm, khiến họ gặp nguy hiểm. Báo Manichi cũng cho biết, để tránh lây nhiễm virus corona, các nhà nghỉ đang giới hạn sức chứa từ 60-70% đến 70 so với mức trước khi xảy ra đại dịch. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm núi Phú Sĩ được công nhận là di sản thế giới, nhiều người từ Nhật Bản và nước ngoài dự kiến sẽ đổ về để ngắm bình minh từ trên đỉnh núi. Leo núi vào ban đêm làm tăng nguy cơ say độ cao và trượt ngã. Những người nán lại gần đỉnh núi cũng có thể bị hạ thân nhiệt. Cảnh sát tỉnh Yamanashi nhấn mạnh rằng không nên xem việc leo núi Phú Sĩ chỉ đơn giản là một hoạt động tham quan mà kêu gọi mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, theo NHK ngày 26 tháng 6 đưa tin, chính phủ Nhật Bản vừa có kế hoạch đẩy mạnh các tour du lịch bằng du thuyền nhằm thu hút khách quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải nước này thông báo, các du thuyền của Nhật Bản và nước ngoài dự kiến sẽ thực hiện 1.825 lần ghé cảng tại Nhật Bản trong năm nay. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái và chiếm khoảng 60% mức cao nhất trong giai đoạn trước đại dịch được công bố vào năm 2018. Đại dịch COVID-19 đã khiến Nhật Bản tạm dừng tiếp nhận các du thuyền nước ngoài vào năm 2020, nhưng chính phủ các nước đã quyết định mở lại các cảng để đón tàu du lịch vào tháng 11 năm ngoái. Theo NHK, các du thuyền nước ngoài dự kiến sẽ cập cảng hơn 1.200 lượt tại Nhật Bản trong năm nay. Một số tàu có thể chở hơn 4.000 khách. Điều này sẽ đẩy nhanh số lượng du khách nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế khu vực. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng số lượng khách quốc tế trên du thuyền lên mức trước đại dịch là 2,5 triệu trước năm 2025 giới chức nước này dự định sẽ giúp phát triển các tuyến du lịch ở vùng biển nội địa phía tây nhật bản và một chuỗi đảo ở phía tây nam đất nước họ cũng có kế hoạch tổ chức các chiến dịch để thu hút các doanh nghiệp điều hành du thuyền nước ngoài Tại Mỹ, Nhà Trắng vào hôm 26 tháng 6 đã phân bổ 42 tỷ đô la cho 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của nước này nhằm hỗ trợ nâng cấp truy cập Internet băng thông rộng với đường truyền tốc độ cao vào năm 2030. Đây được xem là một chiến dịch quảng bá mới cho các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Texas và California, hai tiểu bang đông dân nhất của Mỹ, đứng đầu danh sách tài trợ với lần lượt là 3,1 tỷ đô la và 1,9 tỷ đô la. Nhưng các bang ít dân cư hơn như là Virginia, Alabama và Louisiana cũng lọt vào danh sách những bang được nhận tài trợ nhiều do thiếu hệ thống truy cập Internet bằng thông rộng. Các tiểu bang này có nhiều khu vực nông thôn rộng lớn và ít kết nối Internet hơn so với các thành phố lớn. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nói, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào internet tốc độ cao để nền kinh tế có thể phục hồi cho tất cả mọi người. Việc truy cập internet cũng quan trọng như điện, nước và các dịch vụ cơ bản khác. Thông báo này được đưa ra giữa lúc ông Biden đang tìm cách cho thấy tầm ảnh hưởng trong quyền lãnh đạo của Đảng Dân chủ ở Quốc hội Mỹ, cụ thể là cho thấy vai trò lãnh đạo của ông sẽ ảnh hưởng thế nào đến người dân Mỹ trong bối cảnh cuộc đua tranh cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2024. Thưa quý vị, hàng chục triệu con bướm đã bất ngờ xuất hiện gần đây ở thung lũng thuộc tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, mang đến cảnh tượng vô cùng mãi nhãn. Theo chuyên gia, khí hậu thay đổi cũng khiến hiện tượng bùng nổ bướm bắt đầu muộn hơn so với năm ngoái. Theo CCTV, cứ mỗi đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, hàng chục triệu con bướm bỗng nhiên xuất hiện từ những bông hoa cúc trong thung lũng huyện Nguyên Giang, bay theo từng cụm, dọc theo các con suối và lối đi. Nhà nhân giống bướm Rao Kanfan chia sẻ, do hạn hán vào đầu năm nay, hiện tượng bùng nổ bướm bắt đầu muộn hơn gần một tháng so với năm ngoái. Hiện tượng bùng nổ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cây ký chủ, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, ông Kanfan nói thêm. Dù bướm nằm ở cuối chuỗi sinh học, chúng cũng có các yêu cầu cao đối với môi trường sinh thái. Nơi sống của bướm thường có hệ sinh thái tốt. Nếu hệ sinh thái kém, môi trường ô nhiễm sẽ không có nhiều bướm như vậy, chuyên gia chia sẻ. Trong thời kỳ bùng nổ, hơn một triệu ấu trùng dự kiến sẽ biến thành bướm bướm mỗi ngày. Con người có thể nhìn thấy bướm quanh năm ở Nguyên Giang và vào mùa cao điểm có thể kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8. Trong suốt giai đoạn này, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều bướm với nhiều chủng loại ở bất kỳ nơi nào trong mọi thời điểm tại Nguyên Giang. Theo khảo sát của chúng tôi, Nguyên Giang có hơn 800 trong số 1.300 loài bướm trong toàn tỉnh Vân Nam và một số loài có quần thể lớn không nơi nào sánh được, ông Can Phan nói thêm. Theo CCTV, sự bùng nổ mạnh mẽ như vậy chỉ xuất hiện tại hai nơi trên thế giới, các khu rừng núi ở phía tây nam Trung Quốc và ở Mexico. Một thông tin đáng quan tâm khác, hãng tin CNN cho biết báo Hoa Mai Đông Dương đang trên bờ vực tuyệt chủng ở Campuchia. Các nhà bảo tồn động vật cho biết họ chỉ phát hiện 35 cá thể loài này sau gần một thập kỷ tìm kiếm. Theo báo cáo từ Panthera, một tổ chức bảo tồn mèo hoang toàn cầu, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm ở hai khu vực bảo vệ ở đồng bằng phía đông Campuchia từ năm 2009 đến 2019. Trong khoảng thời gian đó, họ chỉ phát hiện 35 con báo hoa mai đông dương trưởng thành. Tuy nhiên, khi quay trở lại vào năm 2021, họ không còn thấy một con báo nào. Điều đó đã khiến các nhà khoa học kết luận rằng loài này không còn khả năng di si sản cho thế hệ tiếp theo. Báo hoa mai đông dương là bản địa ở nhiều nước Đông Dương, bao gồm Campuchia, Malaysia, Việt Nam, Lào cùng một số nước khác. Tuy nhiên, số lượng loài này đã bị suy giảm trong những năm gần đây do nạn phá rừng và săn bắn bất hợp pháp. Một báo cáo của Đại học Oxford cho thấy, hoạt động con người ở các rừng rậm Campuchia đã tăng gấp 20 lần. Báo cáo cũng lưu ý rằng, nạn săn trộm trong khu vực đang gia tăng bởi nhu cầu về thịt thú rừng cao, ngoài ra các thợ săn cũng nhắm đến những loài mèo hoang để chiếm lấy và buôn bán bộ lông dày của chúng. cư dân luôn đôn hôm 25 tháng 6 đổ xô đến bãi biển khi nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C ở thủ đô và các thành phố miền nam nước Anh. Các bãi biển ở thị trấn nghỉ mát nổi tiếng Brighton đông nghịch người. Theo Reuters, nhiệt độ ở đây có phần đỡ nóng bức hơn. Một số du khách nói với Reuters, nước Anh đang cố gắng thích ứng với thời tiết ngày càng nóng bức kỳ cắt hơn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể vì biến đổi khí hậu và không chỉ ở Anh. vào cuối tuần qua người dân Barcelona cũng đổ đến các bãi biển khi Tây Ban Nha đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, với nhiệt độ ngấp nghé lên tới 40 độ C. Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha dự đoán quốc gia Nam Âu này sẽ hứng chịu sóng nhiệt từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, Reuters cho hay. Nhiệt độ các vùng phía nam của đất nước đã đạt 40 độ C, trong khi ở Barcelona là 30 độ C. Mùa xuân năm này là mùa nóng và khô hạn nhất nhì Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ cao hơn mức trung bình có thể sẽ tiếp diễn vào mùa hè này. Theo Reuters, hiện các hồ chứa Tây Ban Nha chỉ ở mức trung bình chưa tới 50% công suất so với mức trung bình 67% trong 10 năm qua. Theo cơ quan thời tiết Tây Ban Nha, dù đợt hạn hán kéo dài đã bớt nghiêm trọng nhờ mưa lớn vào cuối tháng 5, nhưng vấn đề vẫn chưa bị mất. Liên Hợp Quốc dự báo trước năm 2050, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3 phần tư dân số thế giới. khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đã bao phủ thành phố Montreal trong sương mù vào Chủ nhật 25 tháng 6, dẫn đến một số sự kiện bị hủy bỏ. Đồng thời, Montreal trở thành thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới, tính đến, đến 6 giờ sáng ngày 26 tháng 6. Theo dữ liệu của IQ Air, một tập đoàn thụy sĩ chuyên đo lường mức độ chất lượng không khí. Cuộc đua bao môn phối hợp có tên Ironman ở Montreal đã bị hủy do chất lượng không khí kém, và chính quyền địa phương cho biết các cơ sở thể thao ngoài trời và bể bơi sẽ bị đóng cửa. Canada đang vật lộn với tình trạng cháy rừng gia tăng đến báo động, khi số vụ cháy rừng đang bùng phát lên tới con số đáng kinh ngạc là 465 vụ trên toàn quốc theo trung tâm phòng cháy chữa cháy rừng liên ngành Canada. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.